Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên Mitsubishi Outlander phiên bản năm 2020 sử dụng cái động cơ 2.4 và trang bị cái hệ thống dẫn động 2 cầu 4WD, có một cái trang bị an toàn tiên tiến trong cái gói E-Assist cực kỳ hay. Đấy chính là hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước FCM. Và tôi xin đưa ra một cái tình huống như thế này. Nếu như chúng ta đang lái xe bị lơ đãng, bỗng dưng có một người đi bộ băng cắt ngang qua đường, vậy điều gì sẽ xảy ra? Vâng, và để thực hiện cái bài thử nghiệm này thì tôi có sử dụng một cái hình động đặt ở phía trước, ngay trên làn dành cho người đi bộ. Ok, bây giờ mình sẽ lùi xe lại ạ. Và tôi đang mô phỏng lại một cái tình huống rằng mình đang bị mất tập trung bởi điều gì đó. Mình không kịp đạp vào chân phanh, mình bỏ quên mất chân phanh thì điều gì sẽ xảy ra? Brake! Rồi, chiếc xe đã tự phanh và trên bảng đồng hồ thông tin đã có FCM Brake, tức là cái hệ thống hỗ trợ cảnh báo và giảm thiểu va chạm trước đã thực hiện hai bước. Thứ nhất là cảnh báo cho tôi rằng có vật cản phía trước. Thứ hai, tôi đã lơ đễnh, tôi không kịp phanh thì hệ thống phanh tự động gia tăng lực ép vào cái bàn đạp phanh và phanh đứng chiếc xe trở lại, tránh được một cái va chạm với một người đi bộ đang băng qua đường. Ngay cả những cái vật cản như những chiếc xe, những vật thể lớn hơn chiếc xe cũng sẽ tự phanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi để ra xem cái khoảng cách giữa chiếc xe đã được phanh đứng so với người đi bộ phía trước ạ. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy xem cái khoảng cách giữa đầu của chiếc xe tới người đi bộ. Tôi đo bằng khoảng cách tay ạ. Nó còn đúng khoảng 20 phân. Xin thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái hệ thống an toàn tiên tiến được trang bị trên Mitsubishi Outlander. Và như quý vị các bạn đã thấy thì nó đã vừa giúp tôi tránh khỏi một cái va chạm. Phải cảm ơn cái hệ thống an toàn tiên tiến này rất nhiều. Bởi vì nếu như xảy ra va chạm thì hậu quả vô cùng khủng khiếp.